biết mấy con ở đây nè. Không Cha có. yeah. Biết con Con ở đây biết hình như không thấy con đúng không, con không biết tại sao nữa, trốn đâu luôn vậy? nó không có trốn nha con, nghiêm túc đó, Vậy hả? Không biết. con nghiêm túc là cái À, camera con bị gì á ừ biết. đó, chắc là con đang ngồi đâu, con phải ngồi gần lại chắc nó mới hiện lên á. Không phải đâu, mé con còn xa thì nó cũng hiện mà, tức gần À à, bị cái gì à. chắc cái cam nó lúc đi tiếp không, lúc Biết nhận lúc đó không. rồi, Gì? khi nào mới rộng nữa vậy miếng. Từ từ đi con, qua tuần nha. À qua tuần con nhắn cho Miss địa chỉ đi, mai đi siêu thị mua kẹo Không gửi. phải khi nào biết rảnh chứ không phải là khi nào biết gửi kẹo. Chứ rảnh, à rảnh để vô học bằng cái thôi, bữa nay học được bằng cái này rồi, học thôi. Rồi, ok Để con, con gửi cái share bài với con nha. Ủa sao không chưa thấy con gửi bài cho Miss vậy? Bài này làm sao Mi ơi? Now how about this one? Give cho me con bài the correct là trên form. lớp Hả? đó, cho con Now là give trên me the lớp correct form of this word. Can you see this? Can you see the screen? Now, let's do it. How about number one? Now, complete the sentences with either present simple or present continuous form. Now, number one, Mia. David never to clean up after his mother. Never gì? Never gì con? Never. Cái động từ này, à cái nào nó cũng để từ to hết ha. Thì con sẽ có never. Đây là thì gì đây? After his mess. Con có his mess là cái đống lộn xộn. Yeah, okay. Câu đó con chia gì nè? Con viết lên màn hình cho Miss đi. Đây nghe vào cái bài này con chưa có làm. Con số 1 không làm được hả? Con nào không làm được? Bây giờ con làm lên màn hình luôn đi nè. Làm lên màn hình luôn đi Mia. Đợi con chút mít. Ok. Sao mà? Phải đợi rồi mít. Tiếp Ok đi con. Now number two Mia.
xem sao. Cá bóng là bị ốm thông cảm. Ngoài ra từ to ở mỗi câu này nè, nó không có liên quan đâu con. Nếu mà nó không có từ to thì con sẽ làm như thế nào? Con đừng có quan tâm tới cái chữ to này. Con quan tâm tới cái động từ phía sau từ to thôi.
Rồi, câu số 1 sao con làm vậy? Number 1, Mia. Ở đây con có từ never. Khi nào mình sẽ dùng, ở trong câu mà có từ never mình sẽ dùng thì gì nào? Ở đây con chỉ có hai thì thôi là present simple. Present simple là sao ha? Present simple và present continuous. Con có present simple là động từ mình sẽ thêm. Thêm gì ta? Động từ sẽ thêm s hoặc là es tùy theo chủ ngữ nè. Và hiện tại tiếp diễn á thì con sẽ có là con sẽ dùng gì? Mới học mà sao quên hết vậy con? Con sẽ có gì con? Con sẽ có nè am nè is nè hoặc là are sẽ cộng với động từ thêm in. Và đây con sẽ có David, có từ trong câu mà có từ never thì mình sẽ chia ở thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn David là ngôi thứ ba số ít thì con sẽ làm sao? Hả Mia, David là ngôi thứ ba số ít thì động từ mình sẽ thêm 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 s nè, thì con sẽ có là David never cleans. Từ cleans thì sẽ thêm s. Câu số 2 con sẽ có là at the moment nè. At the moment là ngay lúc này thì con sẽ dùng là hiện tại tiếp diễn. Thì dùng hiện tại tiếp diễn con sẽ dùng sao Mia? Deborah. Deborah thì con sẽ làm sao mấy người? Một người. Một người thì con sẽ dùng am, is hay là a? À. Con sẽ dùng is chứ, có một người ngôi thứ ba số ít mà. Và từ repair mình sẽ làm repairing. Động từ thêm in. Repairing. Rồi, câu số 3 con có từ nào? Con sửa lại câu số 3 cho mấy xem. Câu số 3 bây giờ mình có từ nào? Hiện tại, bây giờ thì con sẽ dùng gì? Am, I thì sẽ đi với gì? Ai sẽ đi với ai? Ai đi với gì hả? Ai sẽ đi với gì con? Hai sẽ đi với am. Đúng rồi, con sẽ có am. Và sau cái từ talk này thì con sẽ làm thêm in thì con sẽ có gì? Talking. Đúng rồi, talking. Now, rồi, ở cái câu số 4 này con có gì? Every Monday morning thì con sẽ dùng là mỗi sáng thứ hai, thì ở đây con sẽ dùng hiện tại đơn hay là hiện tại tiếp diễn? Hiện tại Mỗi sáng thứ hai có every thì sẽ dùng là hiện tại đơn. Hiện tại đơn ở đây thì sẽ dùng sao? Từ we thì là we gì? Động từ ngôi thứ ba số ít sẽ thêm s hoặc es, mà nó mà số nhiều rồi á thì mình không cần thêm s nữa, mình sẽ có we gì? We have, để nguyên. Công thức của ở đâu của con mở vở ra con xem đi. Number biết 5 đâu nào. alo biết đâu Sao con? ủa sao biết đứng hàng giáo Chắc sao mạng nó đứng á. biết sao biết Con nghe không? đâu Nghe không giờ Mia? thì Đi con nghe. giờ thì con Rồi. nghe mày biết Rồi, number 5 nào. Number 5 con làm xem. Có chữ now nè thì con sẽ dùng thì gì? Con phải xác định đã. Có từ now con sẽ dùng thì gì nào?
hiện tại được. Để dùng thì hiện tại được. Có từ nào mình phải dùng hiện tại tiếp diễn? À. Con mở vở ra, con kiếm vở của con có viết cái phần này lại không? Bây giờ nó trôi đâu hết rồi. Con kiếm ra đi. Chứ con ngồi con nhớ nhớ vậy là sau cái buổi học này con lại không nhớ gì trong đầu nữa cho xem. Có không? Ê, mất hết luôn rồi. Có không Mia? Nhóc. Có phần lý thuyết không? Có phần lý thuyết của thì hiện tại đơn với hiện tại tiếp diễn không? Rồi, thấy không? Tí nữa Miss sẽ kiếm Miss gửi lại cho con. Và con xem con học bằng cách nào đó. Hoặc là con nhờ mẹ, nhà con có máy in không? Con in ra, con bấm vô vở con á. Con để vậy là con sẽ không bao giờ không thuộc đâu. Rồi, có nào và đây là he thì mình sẽ dùng cái gì? Câu hỏi thì mình sẽ đảo. Is he thì sẽ đi với is. Nhưng mà vì câu hỏi mình sẽ đảo is lên. Is he playing? À, basketball nào? Câu số 6, con sẽ có này. Look, nhìn kìa. Con mèo của chúng ta đang ngủ. Thì con sẽ làm sao? Thì gì? Nè, nó có cái câu mà nó có cái chữ nhìn kìa hay là nghe kìa đó. Có những cái từ này nè thì mình sẽ chia ở hiện tại tiếp diễn. Làm sao? Câu này hiện tại tiếp diễn làm sao? Is Is gì? sleep Is phải sleeping. sleeping chứ con. Is sleeping. Con nó sleeping mà mấy. Câu số 7. Làm sao đây? Câu số 7 nha. Nó không có cái biểu hiện gì hết. Nó không có cái dấu hiệu nào để cho mình biết thì gì hết. Thì mình cứ dùng thì hiện tại đi. Con sẽ làm là you thì nó sẽ, câu hỏi thì sẽ là do you come to the party? Rồi câu số 8 thì làm sao đây? Câu hỏi nữa nè. Ở hiện tại đơn, không có cái từ nào để chỉ ý thì nào hết thì mình sẽ dùng hiện tại đơn. The bank thì mình sẽ làm sao? Có mấy cái ngân hàng? Thì mình sẽ dùng là does the bank open? Dùng does, đảo does lên. Có từ now thì làm sao đây? Hiện tại tiếp diễn làm sao? Câu hỏi nè. You thì nó đi với You are. Câu hỏi thì mình sẽ đảo chữ are lên. Are you kidding? Con có từ kidding. Kid là lừa phỉnh đó. Lừa gạt đó. Are you kidding me? Kidding me nào. Rồi. I'm really sorry dear. Tôi thật sự là xin lỗi bạn. But criteria. Nhưng người mà kia mày tôi gọi không. Nhưng mà tôi không gặp. Con có từ criteria. Cái này mà con không có qua cái phần thi là con không thể làm được đâu. Nhưng mà bạn không có đủ tiêu chuẩn, không có
đủ những cái tiêu chuẩn của chúng tôi, criteria, tiêu chuẩn. You thì câu này ở phủ định á, con sẽ dùng là do not hay là từ don't đó, do not meet. Rồi, ở câu 11 con sẽ có từ now thì mình sẽ làm sao? Everyone thì mình làm sao nào? Everyone. Everyone là mỗi người thì sẽ đi với is và working. Everyone is working on the project now. Làm việc theo dự án bây giờ. Đang làm việc theo dự án lúc này. Rồi, we usually hold our relationship training in Rome. Chúng tôi thường xuyên tổ chức những cái buổi training về lãnh đạo á, thì ở Rome. Nhưng mà năm nay chúng tôi tổ chức nó ở Vienna. Vinny, Vin. Thì con sẽ có làm sao? Thường thì tổ chức, nhưng mà năm nay tổ chức thì ngay chỗ cái câu này nè. Con sẽ dùng là hold. Không, dùng hold thôi. Nhưng mà năm nay sẽ tổ chức ở Vin. Để nó song song ở đằng trước đây người ta đã dùng hiện tại rồi. Thì đằng sau đây con dùng hiện tại. Hoặc là cái câu này con cũng có thể dùng là is holding, một sự việc mà nó sẽ xảy ra trong, chắc chắn xảy ra trong tương lai thì mình sẽ dùng hiện tại tiếp diễn nữa. Cái này chưa học nè. Cái câu số 12 nó khó đó. Ừ. Mà này thì mà chưa có làm là không được rồi. Hay. Sao bài này con không làm? Không phải làm Bận chứ. em bận mấy cái nổi trên đó luôn rồi. Cái này cần viết lại vào vở nha. Và con phải kiếm lại. Tí nữa Miss sẽ kiếm lại cái lý thuyết Miss gửi cho con. Rồi, ok. Tiếp theo Nhưng nào. hết cô hết cho mọi người con Hả? làm kia Ủa nhưng Mia, mà mọi người Mia, chiều á là con có thể bắt đầu học từ lúc mấy giờ vậy? Mai mốt đi học á. không tắt chơi không về lúc 11 giờ. Mình đọc 12 giờ mà. Được có. À, ngày nào con cũng sẽ về lúc 11, 12 giờ hả? Không, không biết hết tuần này thôi còn sao học bán trú. À, thì tuần sau học bán trú mất tiêu rồi. Đâu có được. Bán trú là mấy giờ con mới về? Thường thường mấy giờ con mới về? 5-6 giờ. À. Mới về tới nhà hả? Dạ. Con có đi học thêm môn toán không? Môn toán với tiếng Việt không? Có Có hả? Cha dạy hết không cả nhiều tuần rồi chứ đâu nữa. con chỉ Rồi còn học tiếng Anh gì đó nữa. hàng chữ luôn. Ừ, dạy hết tuần luôn rồi. Học mà toán với Nhưng mà tiếng Việt một không tuần có mấy bữa nào mà con học thêm hết đi. buổi? Ừ. Ok. Rồi, bây giờ con thoát ra mình vào lại rồi mình học tiếp ha. Ok. Dạ. Ok, còn.